Xin chào tất cả các bạn đang xem kênh Hóa học Online, kênh do Thạc sĩ Trần Ngọc Vũ, Đại học Sư phạm Hà Nội khóa 12 biên soạn, sáng tạo nội dung và trực tiếp ghi hình. Video này chúng ta sẽ giải bài tập liên quan đến dạng bài tập phương pháp đồ thị, bài tập như trên màn hình. Đồ thị sau biểu diễn quá trình sục từ từ khí CO2 vào dung dịch CaOH2 lần. Giá trị X, Y và B lần lượt là A, 0.2, 1.0 và 0.8, B, 0.4, 0.8 và 0.8, C, 0.4, 1.2 và 1.6, D, 0.2, 1.2 và 1.6. Như vậy, để làm tốt dạng bài tập này, chúng ta nên tìm kiếm lại video nói về lý thuyết phương pháp đồ thị áp dụng trong việc giải bài toán CO2 tác dụng với dung dịch kiềm. Video này nằm trong chuyên đề phương pháp đồ thị hoặc nằm trong danh sách phát lý thuyết phương pháp giải các dạng bài tập. Ở đây đề bài cho sục từ từ khí CO2 vào dung dịch CaOH2 lần và thu được đồ thị như thế này. Đối với đồ thị này, chúng ta chú ý trục hoành, người ta biểu diễn số mol khí CO2 sục vào. Trục tung, người ta biểu diễn số mol kết tủa CaCO3. Đồ thị như đường màu vàng bao gồm hai đoạn từ O đến A, tăng lên, và từ A đến B, giảm xuống. Trong đó có các giá trị đặc biệt. Tại điểm A, có tọa độ là 0.8, 0.8, và trên trục hoành có giá trị 0.4. Các ẩn số Y, B trên trục tung có ẩn số X, và đề bài yêu cầu tìm giá trị X này là bao nhiêu, Y này là bao nhiêu, B này là bao nhiêu. Vậy đối với dạng bài tập đồ thị thì chúng ta phải tập trung khai thác các giá trị mà đồ thị nó có sẵn. Từ đó chúng ta tìm các mối liên hệ. Cụ thể ở đây là gì? Để tìm X, tìm Y, tìm B thì chúng ta phải khai thác các giá trị. Thứ nhất là gì? A đây, 0.8, 0.8 này. Và cái thứ hai là giá trị đã cho sẵn là 0.4 này này. Để chúng ta tìm ra được các ẩn số. Như vậy đầu tiên, ở đây, điểm A. Chúng ta thấy là gì? Đồ thị tăng lên tới điểm A, sau đó đi xuống tới điểm B. Tại điểm A là giá trị cực đại, có tọa độ là 0.8, 0.8. Như vậy, 0.8 đầu tiên chính là cái giá trị tọa độ X, tức là số mol khí CO2. Còn 0.8 thứ hai chính là giá trị của tọa độ Y, tức là số mol của CaCO3 chúng ta trích xuất ra ha. Như vậy đây là 0.8. Trên này cũng là 0.8. Mà chúng ta biết là gì? Tại điểm B, nghĩa là kết tủa đạt cực tiểu và không. Do đó chúng ta có mối liên hệ là gì? Số mol khí CO2 tại điểm B, tức là giá trị B này, sẽ bằng 2 lần A. Được chưa? Do đó chúng ta tìm được giá trị B chính là 2 lần nhân 0.8, tức là 1.6. Được chưa? Để chúng ta khai thác đầu tiên là tại B, có tọa độ là B, không, thì kết tủa CaCO3 min bằng 0. Do đó chúng ta có là gì? B sẽ bằng 2A, tức là 2 nhân 0.8 bằng 1.6. Được chưa? Tiếp theo chúng ta tìm giá trị X này. Ở đây, để tìm được giá trị X thì chúng ta dựa vào đặc tính hình học của đồ thị này ha. Ở đây chúng ta chú ý nè, đoạn OA, phương trình toán học của đoạn OA này nó sẽ chia góc tọa độ thành hai phần bằng nhau. Có nghĩa là mỗi góc là 45 độ. Như vậy chúng ta có được những tam giác vuông cong ha. 45 độ. Thế thì ở đây chúng ta có được tam giác vuông cong ha. Tương tự như vậy, các tam giác vuông cong ở đây ha. Đây cũng những tam giác vuông cong. Được chưa? Đấy. Cho nên đoạn này nó sẽ bằng đoạn này. Được chưa? Mà đoạn này thì nó sẽ bằng đoạn này. Được chưa? Do đó chúng ta suy ra luôn được là giá trị X này chính là 0.4. Được chưa?
Giá trị thứ hai chúng ta cần tìm là giá trị y. Thế thì chúng ta căn cứ này. Đoạn đây chính là bằng đoạn này. Được chưa? Và đoạn này thì bằng đoạn từ y đến b này. Được chưa? Đây. Do tam giác này là tam giác vuông cân. À, đây. Do đó nên từ y đến b đây chính là x, chính là 0,4. Và chúng ta có được phương trình là gì? Y cộng 0,4 sẽ bằng b. Từ đây chúng ta có y bằng b trừ 0,4. B chính là 1,6 trừ 0,4 bằng 1,2. Được chưa? Như vậy chúng ta có được ba giá trị là gì? Thứ nhất, x 0,4, y là 1,2, b là 1,6, 0,4, 1,2, 1,6. Chúng ta chọn đáp án C. À, được chưa? Như vậy, đáp án C. Được chưa? Đấy. Rồi, các bạn xem lại toàn bộ nội dung bài giảng ha. Đối với bài tập này thì chúng ta khai thác các dữ kiện mà đồ thị nó cho. Cụ thể ở đây điểm A là 0,8 thì chúng ta biết được cái số mol của khí CO2 tại điểm A là 0,8. Và số mol kết tủa ở đây cũng là 0,8 luôn. À, được chưa? Thì giá trị B đây chính là bằng 2A. Do đó nên chúng ta suy ra được cái B này chính là 1,6. Còn giá trị X chúng ta tính toán dựa vào các tam giác vuông cân. Ha. Đoạn này X chính là bằng đoạn này. Và đoạn này thì bằng đoạn này. Do đó nên x bằng 0,4 luôn. À. Còn giá trị y thì chúng ta khai thác. Đoạn này là x bằng 0,4 thì đoạn này cũng là 0,4. Mà đoạn này 0,4 thì đoạn này cũng là 0,4. Như vậy từ y đến b là 0,4. Do đó y cộng 0,4 sẽ bằng b. Và từ đây chúng ta tìm được y bằng 1,2. Và chúng ta chọn được đáp án C. Tức là ba giá trị 0,4, 1,2 và 1,6. Được chưa? Rồi, xin cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu thấy nội dung này hay và bổ ích, chúng ta hãy bấm like và share. Đồng thời nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của chúng tôi. Hãy tham gia để lại những ý kiến bình luận, góp ý của các bạn để chúng ta cùng nhau xây dựng kênh này thành một trong những nền tảng học trực tuyến miễn phí và chất lượng nhất Việt Nam. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.